Xin kính chào các anh chị nhà đầu tư. Hôm nay thì phục sẽ cập nhật cái kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm năm 2024 đối với mã cổ phiếu ACB. Thì có thể nói là ACB nhận được rất nhiều sự quan tâm của các anh chị nhà đầu tư và cũng gửi rất nhiều câu hỏi cho chúng tôi. Bởi vậy cho nên chúng tôi quyết định cập nhật cái kết quả kinh doanh của một số các doanh nghiệp mà được anh chị quan tâm nhất. Và hôm nay là ACB. Thừa trên đây đó chính là tình báo cáo tài chính hợp nhất sau tháng đầu năm năm 2024 của nhà băng này. Thì uh, chúng ta cùng điểm qua một chút. Đầu tiên là về tài sản thì cũng không có nhiều những cái sự bất ngờ. Có một điều chúng ta thấy ở đây, đó là tiền gửi và cho vay các tổ chức tín dụng khác đã giảm khoảng độ gần 10.000 tỷ. Gần 10.000 tỷ, khoảng 9.500 tỷ thì khi nó giảm như vậy thì rõ ràng cho thấy rằng cho thấy rằng uh, cái nguồn vốn mà để gửi các cái tổ chức tín dụng khác ấy vân vân ấy của acb trước đây là nhàn rỗi rất nhiều họ khai thác trên thị ưu trường lên ngân hàng rất lớn thì bây giờ họ điều chỉnh chuyển họ giảm đi phần nào thì giảm đi để đáp ứng cho cái gì để đáp ứng cho cái việc cho vay khách hàng sẽ tăng rất mạnh ở đây và lát nữa chúng ta sẽ thấy acb tối ưu nguồn vốn như thế nào? bằng cách là họ tăng cái việc huy động không quá nhiều nhưng vẫn gia tăng được cho vay khách hàng bằng cách giảm cái tiền gửi và cho vay các tổ chức tín dụng khác. Thì ở đây đây chính là cái khoản mục chính lớn nhất trong cái cơ cấu tài sản của bất kỳ một ngân hàng nào. Đó chính là cho vay khách hàng. Và cho vay khách hàng chúng ta có thể nhìn thấy ở đây gộp là 550.000 tỷ so với cuối năm trước 487.000 tỷ. Còn ở đây số 543.853 tỷ tức là đã trừ đi cái dự phòng rồi. Anh chị nhé. Thì chúng ta có thể thấy cái tín dụng chủ yếu của ACB gần như toàn bộ là cho vay khách hàng tăng tới hơn 12%, 12,2%. Thì mức này cao hơn hơn gấp 2 lần so với mức tăng trưởng chung của toàn ngành ngân hàng và điều này cũng khá dễ hiểu khi mà ACB đã mở sang một cái hướng mới, đó là họ tích cực cho vay các doanh nghiệp FDI cũng như các cái doanh nghiệp bán buôn nhiều hơn. Thì trước đây với cái chiến lược rất thận trọng thì ACB tập trung nhiều vào cái đối tượng khách hàng là bán lẻ, các hộ uh, kinh doanh tiểu thương có cái khách hàng có uy tín có nguồn dòng tiền. Đó và họ tập trung vào những cái nhóm khách hàng đó nhóm khách hàng đó thì bây giờ họ mở rộng hơn thêm sang cái đối tượng khách hàng doanh nghiệp, khách hàng FDI. Và cái tăng trưởng tín dụng này là một cái điều rất bất ngờ đối với AZFin Việt Nam. Tuy nhiên cũng có được dự báo trước một thời gian bởi vì cái chiến lược thay đổi. Như trước đây thì cái tăng trưởng tín dụng của ACB thì chưa bao giờ nằm trong top đầu cả. Nhưng trong đầu năm 2024 này đã nằm trong top đầu anh chị nhé. Điều này nó sẽ hàm ý cho chúng ta gì? Đó là cái kết quả kinh doanh, cái thu nhập lãi của ACB trong cuối năm 2024 có thể tích cực hơn. Bởi lẽ cái nền đầu năm tăng trưởng tương đối mạnh. Còn về chứng khoán đầu tư thì tăng không đáng kể. Tăng đâu đó khoảng độ 3.600 tỷ tương đương với khoảng 5% từ 73.463 lên 77.000 tỷ. Thì cái này thì cũng không cần phải chú ý nhiều lắm Bởi sao? Bởi ACB gần như không đầu tư vào trái phiếu doanh nghiệp Mà họ tập trung là cho vay luôn Còn ở đây chủ yếu là trái phiếu chính phủ Bên cạnh đó là cũng có một chút trái phiếu của các tổ chức tín dụng khác Do đó cái rủi ro của nó rất thấp và khiến cho nhà đầu tư an tâm hơn Từ đây có thể thấy rằng ACB vẫn tập trung hết sức mình và tăng trưởng tín dụng cụ thể ở đây là cho vay khách hàng và có thêm một hướng mới, đó chính là cho vay FDI cũng như các doanh nghiệp lớn. Còn về chất lượng tài sản thì phim thường hay nhìn đó là các khoản lãi và phí phải thu. Chúng ta có thể thấy trong 6 tháng đầu năm cho dù tín dụng tăng tới 12,2%. Tổng tài sản tăng khoảng 5%. Nhưng các khoản lãi và phí phải thu của ACB lại giảm từ 4.283 tỷ còn 3.952 tỷ. Điều này cho thấy rằng về cơ bản, cái chất lượng tài sản, chất lượng cho vay vân vân của ACB là tốt và khẳng định luôn là tốt nhất nhì ở trên cái ngành ngân hàng này. Wow. Tất nhiên cái các khoản lãi và phí phải thu không nói lên tất cả nhưng nhưng nó cũng cho chúng ta biết rất nhiều điều về cái chất lượng tài sản của ACB và tổng tài sản như tôi đã nói ở đây nó tăng khoảng độ 5%. Tiếp theo về cái nguồn vốn của ACB thì tất nhiên đối với mỗi ngân hàng thì nguồn vốn chính nhất vẫn là tiền gửi của khách hàng, tiền gửi khách hàng anh chị nhé. Và chúng ta nhìn ở phía trên đây tiền gửi và vay các tổ chức tín dụng khác là 93.700 tỷ thì nó thấp hơn cái việc ACB cho vay và gửi các tín tổ chức tín dụng khác là hơn 100 000 tỷ. Thì cho thấy nó cũng tương đối cân bằng. Tuy nhiên nó cũng có sự tăng nhất định khoảng 4.000 tỷ đây Có thể là họ tận dụng thêm trên cái thị trường này Nếu cái giá vốn mềm Được chưa ạ Tiếp theo cái tiền gửi khách hàng Của cái ngân hàng này Chúng ta có thể thấy Nó tăng có Bao nhiêu đi ạ 29.000 tỷ thôi Anh chị nhé 29 mà chia cho 482 Tức là nó tăng đâu đó khoảng 6% thôi 6% thôi Mà trong khi tín dụng tăng hơn 12% thì giúp cho cái ngân hàng này họ khai thác cái nguồn vốn tốt hơn, hiệu quả hơn Và cụ thể hơn tại sao tăng huy động có một chút như thế này Đúng không? Có 29.000 tỷ mà cho vay ra đó, tăng những 6-70.000 tỷ Thì lấy từ đâu? Thì như tôi vừa chia sẻ Một đó là họ giảm cái tiền cho vay và gửi các tổ chức tín dụng khác để chuyển ra cho vay khách hàng Thứ hai là huy động thêm được một chút cái tiền gửi và vay các tổ chức tín dụng khác đây anh chị nhá. Đó, thêm khoảng hơn 4.200 tỷ, 4.254 tỷ. Và tiếp theo, còn một điều nữa để họ có thể cho vay tăng tín dụng tới hơn 60.000 tỷ. Đó chính là cái câu chuyện đây là lợi nhuận ngân hàng này giữ lại giữ lại trong thời gian qua cũng thêm được vài ngàn tỷ nữa và họ cơ cấu tối ưu như vậy anh chị nhé bên cạnh đó thì họ phát hành cái giấy tờ có giá ở đây cụ chủ yếu là tín phiếu là trái là trái phiếu bởi vì như này chúng ta biết được rằng các cái ngân hàng ấy họ huy động vào người dân chủ yếu gửi một năm và dưới một năm thôi đúng không ạ ở đây có anh chị nào gửi trên một năm không có nhưng rất ít rất hiếm đúng không thế thành nha là trong khi đó cái hoạt động cho vay của họ thì họ lại cũng cho vay dài hạn khá nhiều. Tôi lấy ví dụ như này. Ví dụ như quý vị mà vay mua nhà chẳng hạn. Có khi thời hạn lên đến 2, 30 năm. Ấy, đấy là vay dài hạn. Đúng không? Thế do đó rằng cái nguồn vốn họ huy động từ khách hàng ấy thì chủ yếu là ngắn hạn. Thì họ không thể có đủ cái nguồn cho vay dài hạn. Thế thì họ phải phát hành thêm trái phiếu. Ngoài ra thì họ phát hành thêm tín phiếu, thương phiếu, vân vân Một số cái khác nữa. Đó, đó. Thì chúng ta thấy rằng là Nó tăng thêm khoảng độ 12.500 tỷ đó, Từ đó Mỗi thứ một tí nó giúp cho tăng trưởng tín dụng Của cái ngân hàng này Lên đến 12% Anh chị nhé Còn về phần nguồn vốn chủ sở hữu ở đây Chúng ta thấy vốn chủ sở hữu tăng từ 70.956 tỷ Lên 74.792 tỷ Tức là tăng gần 4.000 uh, Gần 4.000 um, Gần 4.000 tỷ đấy Đúng không? Đúng không? 3.850 tỷ Thì nguyên nhân chủ yếu là do cái lợi nhuận sau thuế giữ lại 6 tháng đầu năm của ngân hàng này là hơn 8.000 tỷ Anh chị nhé Được chưa? Hơn 8.000 tỷ Và đồng thời với đó Đồng thời với đó Trong 6 tháng đầu năm Thì họ cũng trả cổ tức 1.000 đồng Trên một cổ phiếu Tức là trả khoảng 3.884 tỷ thì từ đó khiến cho vốn chủ xíu tăng thêm gần 4.000 tỷ là như vậy anh chị nhé gần 4.000 tỷ là như vậy 3.850 tỷ từ đó giúp cho cái vốn chủ xíu tổng lên 74.793 tỷ đó là về cái tài sản và nguồn vốn thì đối với nguồn vốn thì Zfin đánh giá là nó cũng không có gì là rủi ro và cũng không có gì là bất ngờ và nó tương đối an toàn tương đối an toàn bằng cách là như thế nào Chúng ta có thể thấy tổng nợ phải trả vào vốn chủ sở hữu là 769.679 tỷ. Chia cho vốn chủ sở hữu của họ là khoảng 74.792 tỷ. Thì đòn bẩy của họ khoảng hơn 10 lần một chút xíu. Thì nó vẫn là cái mức đòn bẩy thấp hơn so với trung bình. Cho thấy cái độ an toàn cao hơn. Còn quy ra cụ thể thì ngân hàng nhà nước đã có cái tiêu chí là hệ số an toàn vốn K của ACB. Thì đâu đó cũng đạt quanh khoảng hơn 11% như vậy cũng là cao hơn mức trung bình và đây là một ngân hàng hiếm hoi từ xưa đến nay khoảng 10 năm năm nay là không phát hành huy động vốn mà toàn lấy từ lợi nhuận giữ lại đập vào trả bớt cổ tức mà vẫn đáp ứng được cái tiêu chuẩn bây giờ hai là rất tốt và tích cực tích cực anh chị nha và tiếp theo chúng ta cần phải đánh giá cái rủi ro của nó như nào thông qua cái việc cho vay khách hàng thì ở đây chúng ta cùng kéo xuống xem nợ xấu như nào đây về cái cho vay khách hàng đây chúng ta có thể thấy nợ xấu của ACB nói thẳng luôn là có tăng trong cái giai đoạn vừa qua thì chúng ta nhìn đây đặc biệt nó tăng mạnh là nợ có khả năng mất vốn đây từ 3.898 tỷ lên 5.525 tỷ tức là tăng khoảng độ 1.630 tỷ đồng đó từ tức là tăng rất cao tăng, tăng rất cao đấy tăng hơn 0,3-0,4% đúng không ạ từ đó làm cho nợ xấu của ACB ở đây là đây, anh chị nhìn thấy khoảng độ 5.700-5.800 tỷ lên ở đây là khoảng độ 8.100 tỷ đồng đó tức là tăng đâu đó là cũng khoảng độ 2.300 tỷ Đó cũng là tăng khá nhiều Tuy nhiên cái mức hơn 8.000 tỷ này Hơn 8.000 tỷ 8.110 tỷ này 110 mấy tỷ đấy 120 tỷ 8 120 tỷ này Chia cho cái tổng 542.000 tỷ Thì nợ xấu nó khoảng 1,4% Nó cũng là top những ngân hàng Có nợ xấu thấp nhất Và lưu ý quý vị ở đây ở trên chúng ta đã xem phần tài sản, đó là các khoản lãi và phí phải thu giảm rất nhiều. Cho thấy ACB quyết liệt đẩy các cái nợ xấu đi để xử lý. Và cái nợ xấu nhóm 5 rất cao này cũng là cái điều như thế. Họ đẩy rất mạnh mẽ, rất mạnh tay. Và cái điều hay thú vị ở đây là nợ cần chú ý nhóm 2 của họ giảm. Đấy cho thấy là họ đang tích cực điều chỉnh đẩy cái ghi nhận nợ xấu mạnh tay đi. Và với cái việc là nợ xấu mất vốn tăng lớn mạnh như này thì sắp tới sẽ là đưa vào xử lý. Và đặc biệt ở đây đó là cái vấn đề dự phòng cho vay khách hàng, rủi ro cho vay khách hàng. Các anh chị nhé. Thì chúng ta thấy rằng đây dự phòng cho vay khách hàng. Đây dự phòng chung là 4 027 tỷ so với cùng kỳ so với cuối năm trước là 3.600 tỷ tức là tăng đâu đó khoảng độ mười mấy phần trăm Bằng người ta tín dụng à, là cũng rất phù hợp. Đây là dự phòng chung như vậy là cũng rất phù hợp với cái tỷ lệ đó. Tuy nhiên dự phòng cụ thể cho từng nhóm nợ Ở đây này, 1, 2, ba, cụ thể đó là 2, 3, 4, 5. Thì nhóm 5 người ta trích lập là toàn bộ cái phần mà không có tài sản đảm bảo. Nhóm 4 thì trích lập 50%. Nhóm 3 trích lập ít hơn. Nhóm 2 trích lập ít hơn nữa, có 5% thôi. Thì họ cũng trích lập cũng khá là mạnh ở đây. Anh chị nha, lưu ý là khá mạnh. Thành ra tổng trích lập của họ cũng tương đối cả tương đối cao anh chị. Đúng không ạ? Nó lên đến 6.300 tỷ đồng. So với trước là khoảng độ hơn 5.000 tỷ đồng một chút. Cho thấy là ACB cũng rất mạnh tay vấn đề này. Tuy nhiên cái tỷ lệ trích lập là hơn 6.000 này 6.300 tỷ này So với nợ xấu là khoảng 8.100 tỷ Thì cái tỷ lệ trích lập nó lại thấp hơn Điều đó cho thấy rằng Một phần là do nợ xấu tăng Cũng khá nhanh trong cái đầu năm Thứ hai nữa là ACB chỉ trích lập vừa đủ Hợp lý Chứ không trích lập quá mạnh Thế thành ra chúng ta cũng không kỳ vọng rằng Trong tương lai cái lợi nhuận có thể đến từ Hoàn nhập nhiều hơn Các anh chị nhé Đấy là lưu ý như vậy Tiếp theo thì chúng ta đến cái phần tiền gửi của khách hàng thì ở đây cái casa tức là tiền gửi không kỳ hạn anh chị nhé của họ đây à, không kỳ hạn các anh chị cộng lại đây 99.661 cộng 18.000 cộng tổng cộng là 108.023 tỷ đồng chia cho tổng huy động 511.000 tỷ tỷ đồng tức là nó tương đương với khoảng độ khoảng độ bao nhiêu các anh chị nhỉ khoảng hơn 20% một chút 21 21% một chút. Thì so với năm trước so với năm trước thì nó khoảng 22 23 thì CASA giảm một chút. Thì CASA giảm trong 6 tháng đầu năm này của ACB có đáng lo. Nếu đọc qua ví dụ MB giảm từ 40 xuống còn 33 chẳng hạn. 32 33. Tech cũng bị giảm. Thì cái việc giảm của ACB này là một xu hướng chung của thị trường nhưng thậm chí còn giảm ít hơn thị trường. Được chưa? Cho thấy là cái CASA như vậy là vẫn ổn. Các anh chị lưu ý là như vậy và đặc thù casa nó thường cao ở cái quý cuối năm các anh chị lưu ý là như vậy nha thì đấy là về cái chất lượng tài sản và nguồn vốn của acb thì azfin đánh giá là tốt các anh chị nha nợ xấu có tăng nhưng dự phòng cũng tăng và họ đẩy mạnh chính lập dự phòng nợ xấu như vậy cho nên chúng ta cũng không cần phải lo ngại quá nhiều vấn đề này tiếp theo Ờ, để đánh giá cái nợ xấu ấy, thì vừa rồi thống đốc ngân hàng đã đưa ra nợ xấu cả VAMC, nội bảng vân vân nó khoảng độ gần 6% toàn bộ ngành thì rõ ràng ACB nó khoảng độ hơn 1,3 gần 1,4% tức là nó đã thấp hơn ngành rất rất nhiều rồi đúng không bằng có 1 phần tư thôi các anh chị như lưu ý như thế còn về cái kết quả kinh doanh chúng ta có thể thấy uh, 6 tháng đây là quý 2 nhé uh, chúng ta có thể thấy quý 2 năm 2024 đâu đó tăng khoảng 900 tỷ gần 900 tỷ khoảng 870 tỷ so với 6 tháng so với quý 2 năm 2023. Thì đâu đó tăng như vậy nó tăng khoảng độ bao nhiêu Bao nhiêu? Đúng ạ? Tăng khoảng hơn 800 tỷ như vậy là tăng bao nhiêu? Khoảng 14%. Thì cái mức này nó thấp hơn so với tăng trưởng tín dụng của quý 2 2024 so với cùng kỳ năm trước lên đến gần 20%. Thì tăng thấp hơn chút chủ yếu là do niêm của ACB giảm. Và vì sao NIM giảm thì Zfin có tìm hiểu năm 2023 NIM của ACB đi ngược thị trường khi không giảm. Thì 2024 này để họ kích thích cái việc tăng trưởng tín dụng cũng như hỗ trợ khách hàng mạnh hơn. Thế thì họ giảm cái NIM xuống. Cho dù lãi đầu vào cũng giảm khá mạnh nhưng mà họ cho vay ra giảm còn mạnh hơn. Từ đó khiến cho NIM giảm xuống một chút. NIM giảm xuống một chút, được chưa ạ? Và trong 6 tháng đầu năm thì đạt 13.833 tỷ. Thì tăng đâu đó khoảng độ 1.200 73 tỷ, so với mức 12.460 tỷ, như vậy tăng khoảng độ 10, mấy phần trăm, 11 phần trăm thôi. Thì mức này thì thấp hơn so với tín dụng khoảng độ 20 mấy phần trăm, uh, 20 phần trăm trong một năm qua. À, tuy nhiên thì điều này như Phục vừa giải thích, đó là họ giảm cái biên lợi nhuận xuống, giảm niêm xuống để đẩy cho vay được tốt hơn, được uh, mạnh hơn, theo cái xu hướng này tăng cái sự tấn công đó là một cái sự thay đổi của CB khi mà có anh tổng giám đốc mới anh chị nhá Rồi thu nhập từ hoạt động dịch vụ của ngân hàng này cũng đã có dấu hiệu trở lại và họ cũng tăng được mười mấy phần trăm bằng với tín dụng rồi gần hai mươi phần trăm đúng không? Còn hoạt động ngoại hối này thì cũng không thể nói trước được điều gì cả. Nói chung nó đi ngang và nó cũng đóng góp không, không đáng kể. Rồi lỗ từ kinh, chứng khoán kinh doanh thì có thể thấy sáu tháng thì nó vẫn nhỉnh so với sáu tháng năm trước nhưng mà quý 2 này lỗ bốn mươi mấy tỷ so năm trước lãi 70 tỷ thì cái này nhỏ không đáng kể và các anh chị lưu ý đây chứng mua bán chứng khoán kinh doanh ở đây đối với các ngân hàng chủ yếu là trái phiếu nhé và chứng khoán ở đây các anh chị hiểu rằng là chứng khoán ấy nó bao gồm cả trái phiếu tín phiếu rồi bao gồm cả chứng quyền phái sinh tất cả các thứ chứ không có nghĩa là chứng khoán là cổ phiếu nhé chúng ta phải lưu ý nhé đặc biệt đối với ngân hàng đúng chưa rồi về chứng khoán đầu tư thì cũng bị giảm tí đây giảm uh, hơn 200 tỷ rồi cùng kỳ năm trước nguyên nhân chủ yếu là chúng tôi suy đoán chứ còn chưa đánh giá mà không cần phải đánh giá kỹ lắm đó là do cái lãi suất của trái phiếu chính phủ tăng so với trước thì khi lãi suất tăng ấy thì nó làm cho giá trái phiếu giảm nhất định các anh chị lưu ý là như vậy nhé năm trước thì đâu đó lãi suất nó chỉ từ 2 đến 2,5 năm thì bây giờ 2,8 2,9 các anh chị lưu ý nha rồi tiếp theo nhiều anh chị này bảo ui lãi suất nó tăng thì phải được hưởng lợi chứ nhưng rất tiếc là khi mua trái phiếu ấy thì lãi suất nó cố định rồi ví dụ mua trăm tỷ trái phiếu lãi suất hai phần trăm thôi thì bây giờ lãi suất tăng lên hai phẩy tám thì cái giá trái phiếu giảm chứ không phải là cái trái phiếu chúng ta đã mua rồi nó được tăng tăng đâu nhé mà chỉ có trái phiếu mới nó mới được tăng lãi suất thôi anh chị lưu ý một điều nhìn thế nhé còn thu nhập khác thì cũng khá khá nhỏ nhỏ năm trước thì thu nhập khác thông thường nó đến từ cái câu chuyện là xử lý nợ xấu thì bây giờ là trích lập nhiều cũng chưa xử lý nếu có cái này tăng chút thì phải nói là cuối năm hoặc năm sau nhưng mà như chúng tôi đã chia sẻ họ trích lập cũng vừa phải thế thành ra cũng không kỳ vọng cái việc hoàn lập hoàn lập nhiều được chưa anh chị được chưa lưu ý là như vậy đúng không rồi về cái chi phí hoạt động thì ngân hàng này còn suy giảm cơ quý 2 còn giảm so với cùng kỳ năm trước thì chúng tôi xem là do nhân sự của ngân hàng này giảm mấy trăm nhân sự đâu đó gần 500 nhân sự thì phải Uh, rồi là 6 tháng thì uh, cái việc tăng chi phí đâu đó nó có độ năm chưa đến chưa đến 5% thôi, tăng rất thấp. Nó cho thấy là ngân hàng này tiết giảm chi phí cực kỳ tốt, trong đó chủ yếu là chi phí nhân sự và những thứ vận hành liên quan. Và nếu không lầm thì chúng tôi cho rằng là đây là phát huy tác dụng của thứ nhất công nghệ, thứ hai là họ cũng tăng cường cái việc cho vay tổ chức. Thế thành ra là cái tỷ lệ uh, cái cái số lượng nhân viên có thể cần thấp đi, hiệu quả thì tăng tăng lên tất nhiên cái này thì cũng cần phải thêm thời gian nữa để mới có thể đánh giá được các anh chị lưu ý nha và cái lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh trước dự phòng rủi ro tín dụng là như vậy là tăng khoảng độ đây đó chúng ta thấy tăng khoảng hơn 600 tỷ đúng không 640 tỷ 640 tỷ thì như vậy là tăng khoảng 6 phần trăm thì tính cho riêng quý 2 thì cái lợi nhuận sau thuế thuộc cổ đông công ty mẹ là là Lưu ý anh chị là nó đạt 4.469 tỷ, cao kỷ lục nhất từ xưa đến nay cho một quý. Và nó tăng cũng khá mạnh so với so với năm trước tăng khoảng độ 16% so với quý 2 năm trước. Nhưng do quý 1 kết quả kinh doanh của ACB giảm khiến cho 6 tháng đầu năm so với 6 tháng đầu năm trước là tăng có chưa đến 5% đâu. Tăng 4,5%, 4,6%. Thì kết quả như vậy chúng tôi cho rằng là nó không phải quá mạnh nhưng mà cũng là một cái kết quả tương đối tích cực và đặc biệt nhìn theo xu thế xu hướng thì quý 1 giảm đã kết thúc và quý 2 bắt đầu tăng trở lại mạnh và kỳ vọng cuối năm nay có thể đạt cái kết quả kinh doanh tích cực có thể là cuối năm nay đạt hai quý có thể khoảng 9 chín nghìn tỷ lợi nhuận sau thuế thuộc cổ đông công ty bệnh hoặc thậm chí nếu tích cực hơn có thể nhìn hơn các anh chị lưu ý như vậy nha thì giúp cho cả năm có thể đạt được khoảng độ Ờ, 17.500 tỷ lợi nhuận sau thuế anh chị nha đó thì tăng khoảng độ mười mấy phần trăm đấy các anh chị nha đó đấy là về cái kết quả của ACB có thể nói là không phải quá là mạnh nhưng mà có dấu hiệu tích cực hơn so với tiêu cực ở đây tiếp theo về đánh giá về cái cụ thể theo cái tool của Azefin Việt Nam ở đây chúng tôi nêu rất rõ tất cả đây. Đó, nêu rất rõ thì anh chị có thể điểm qua một chút. Thì ở đây ví dụ như là về phần cơ cấu cổ đông này, rất là tốt này. Các anh chị đánh giá sau, Đúng không? Báo cáo tài chính update đầy đủ theo quý hoặc theo năm cũng được. Đúng không? Còn về đây, chúng ta có thể đấy đây. Về tổng chung ở đây là có 9 biểu đồ cộng 2 biểu đồ dưới là 11 biểu đồ. Nó cho chúng ta gần như biết tất về ACB. Ờ, thì thứ nhất là về chất lượng tài sản tốt tốt anh chị nha cái đường màu đen này là lãi và phí phải chi thu trên tổng tài sản nó rất thấp có 0,51% thôi trong khi trung bình toàn thị trường nó khoảng 1,5% cho thấy cái ẩn nợ xấu là quá thấp quá ít và cái tài sản là chủ yếu cho vay khách hàng bên cạnh đó là uh, tiền gửi và cho vay tổ chức tín dụng khác rồi là ở đây là chứng khoán đầu tư nó rất rõ ràng ở đây và đây đúng là một cái ngân hàng họ kinh doanh rất truyền thống tập trung vào cái cốt lõi truyền thống đúng không? chất lượng tài sản như vậy là tốt chất lượng nguồn vốn thì thông qua tất nhiên nhiều yếu tố nhưng ở đây có cái việc là đòn bẩy đòn bẩy tức là một đồng vốn chủ thì tổng tài sản bao nhiêu đấy thì ở đây là 10,3 lần như lúc nãy đã có chia sẻ là hơn 74 000 vốn tỷ vốn chủ sở thì có hơn 760 000 tổng tài sản thì đây là ở mức thấp hơn so với trung bình ngành trung bình ngành khoảng 11 lần thì cho thấy là nó vẫn là cái nguồn vốn nó vẫn là an toàn thận trọng anh chị nhé còn cái hiệu quả sinh lời của ACB thì sau 6 tháng đầu năm thì ACB chúng tôi đánh giá là hiện nay đâu đó vươn lên nó vẫn là nhất nhì ở thị trường. Có thể là HD Bank nhỉnh hơn một chút nhưng mà cái chất lượng HD Bank thì lại không được đánh giá bằng. Đúng không? Và vượt qua VIP rồi. Đó, ROE là rất cao và ROE lưu ý anh chị đây là chúng tôi ghi ROE ở cuối kỳ. Tức là đây là ghi ROE này ROE thận trọng. Còn ROE đầu kỳ của họ là khoảng 26%, rất cao. Uh, ROE thực là phải 26% về cơ cấu là thu nhập hoạt động thì họ theo năm thì họ tăng trưởng 18 phần năm lợi nhuận sau thuế tăng 26 phần một năm nguyên nhân chủ yếu được là họ tối ưu hóa chi phí trong nhiều năm qua đó, bằng cách là ví dụ tín dụng tăng 20 phần nhưng chi phí họ tăng thấp hơn Đúng chưa? họ quản trị tốt hơn Đúng không? rồi là niêm họ có thể ổn hơn so với trước một chút đó và chúng ta nhìn thấy đây cái lợi nhuận quý 2 2024 anh chị nhìn thấy đây đạt 4.469 tỷ thuộc cổ đông phim mẹ kỷ lục từ xưa này anh chị nhìn thấy đấy kỷ lục luôn đúng không và hy vọng là các quý tiếp theo là có sẽ có quý lập kỷ lục tiếp và nim ở đây là của họ cũng bị suy giảm đấy, do là họ hạ cái giá xuống để họ có thể là tăng cái cho vay tăng để tín dụng tăng thị phần của mình họ tăng thị phần hoặc là tìm những cái khách hàng chất lượng họ chỉ đã chịu cái lãi vừa thôi đó, thì từ đó giúp cho ngân hàng mà có thể đi nhanh hơn theo một cái chiến lược mới như tôi nói không còn quá thận trọng như trước đây nữa mà mở rộng hơn một chút đó thì chúng ta cũng cần phải theo dõi yếu tố đó còn cái tỷ lệ nợ xấu ở đây là hiện nay là khoảng độ một bốn mươi mấy phần trăm như chúng ta tính đấy nhưng mà nó vẫn ở một mức thấp hơn rất nhiều so với trung bình toàn ngành là khoảng gần sáu phần trăm được chưa cái tỷ lệ dự phòng này thì cũng không đáng lo lắm nó còn bảy chín phần trăm thôi trước đây thì thường trên một trăm phần trăm thậm chí trăm năm mươi phần trăm nhưng mà do là những trước đây là nợ xấu nó không phải bảy không phải tám Thế do đó nợ xấu mà thấp ý, thì người ta lấy cái dự phòng chung lại là chính mà chung thì như nhau. Thế trong khi nợ xấu thấp thì cái mẫu nó rất nhỏ thế nó bị đẩy lên thôi. Chứ về cơ bản là nó không phải là tệ lắm đâu. Được chưa? Đó và đây chúng tôi đánh giá là hợp lý và vẫn là so với ngành thì vẫn tốt hơn Còn nợ nhóm 2 thì lại rất là thấp. Các anh chị nhé. Nợ nhóm 2 rất là thấp và tổng từ nhóm 2 đến nhóm 5 ở đây là vẫn là có 2,23% thôi thấp hơn rất nhiều so với trung bình toàn thị trường nó khoảng độ 9%. Đó, tức là bằng 1 phần tư thôi. Còn cho vay khách hàng đây trung bình mỗi năm là tăng 17% tính đến cái quý 2 này. Tức là cho thấy là một cái mức tăng trưởng cao hơn so với trung bình của cái ngành ngân hàng chỉ độ 13 14% một năm thôi. Còn về định giá đây thì anh chị tham khảo thêm. Thì uh, PE trung vị của cái ngân hàng này nó khoảng độ 9,23 lần từ năm 2010 đến nay, từ 14 năm qua và hiện nay là PE bằng 6,57 lần tựa thấp hơn trung vị từ 29% còn về mặt PB thì từ năm 2010 đến nay thì PB là trung bình là 1.51 lần thì hiện nay thì nó là 1.44 lần trung vị nha anh chị nhé cho thấy nó vẫn thấp hơn trung bình khá nhiều còn forward cho cuối năm thì nó còn thấp nữa đúng không thì đấy là cái trao đổi của chúng tôi đối với các anh chị về cái cổ phiếu ACB cập nhật kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm 2024 còn về cái câu chuyện định giá thì AZFIN không định giá đây. Và chúng tôi chỉ định giá cho anh chị trong hội viên đầu tư giá trị vàng thôi. Thì các anh chị muốn quan tâm đến định giá các cổ phiếu thì hãy tham khảo trong đó. Vì sao lại vậy? Bởi vì các đấy là quyền lợi của anh chị, riêng của anh chị là thứ nhất. Thứ hai, đó là các anh chị vào trong đấy thì phải theo một cái chuẩn. Đó là đầu tư giá trị thì mới nên vào. Đúng không ạ? Thì khi anh chị đã hiểu rõ cái điều đó rồi, thì A. Zfin đưa ra định giá đưa ra trao đổi với các anh chị thì các anh chị sẽ hiểu rõ về những cái điều đó chứ không phải là như một số người này thấy vài hôm không tăng vài hôm không giảm lại đổ hết cái này cái kia và thưa mấy anh chị những cái kết quả các anh chị đạt được là cái thành quả do anh chị quyết định AZFIN đưa ra chỉ tham khảo thôi cái định giá của AZFIN đưa ra trong đầu tư giá trị vàng thì có ý nghĩa quan trọng nhất đó là các anh chị có thể học hỏi từ đó để đưa ra rút ra cái kinh nghiệm cái kiến thức cái kỹ năng để áp dụng và định giá các cái cổ phiếu của mình ở trên thị trường chứng khoán thì từ đó có thể đầu tư hiệu quả hơn và xin chào hẹn gặp lại các anh chị ở nội dung tiếp theo